Ở cái núi này biết bao nhiêu đủ loại bệnh, bệnh baby leo cổ, trong linh nhí á, mình quên á, mình giết nó phải không? Rồi những năm đầu, những đệ tử gần đây nè, nhiều đứa bị, bây giờ đứa nào đấy cũng tươi tỉnh. Ai mà bị cái đó rồi cả đời không bao giờ giàu nổi, không bao giờ ngóc đầu. Rồi nó heo nó báo oán, trời ơi, làm ăn không khác, về đây cũng hết. Rồi là bây giờ biết đọc kinh nè, tôi thấy nhiều lắm, rồi biết lại Phật nè, lại cha mẹ nè. Rồi bây giờ mình có một cái đại gia đình nè, mỗi đứa có nạn thì những đứa khác lăn xăng lo lắng, có lo còn hơn là chị em ruột nhà nữa. Rồi mình cũng có cái mái nhà nè, cái mái nhà Thiên Long Sơn là mái nhà chung chứ không có riêng của ai hết, chỉ có một cái là huynh đệ tỷ muội đứa thì làm nhiều đứa làm ít, đứa thì tu tập nhiều đứa tu tập ít, cho nên cũng còn chút xíu sự hơn thua phải không. Nhưng mà quy tắc của Thiên Thắng Kiệt này 3 ngày là quên xù, thua là quên. Chỉ có những đứa đệ tử mà không có chịu tu tập mà cứ chạy theo đông đông để vui á, để náo nhiệt á, rồi không có hào quang sáng, rồi bị sư phụ né 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 né, rồi không có thần lực. Tại vì đọc kinh với mình là sám hối á, tự động mình có cái bản lĩnh, có cái lực, không có gì phải sợ chứ không. Thụ bình thường không phải là thái tử, là chúng ta là bạn bè anh em thôi, ở trên trời chúng ta cũng là anh em, xuống đây chúng ta cũng là anh em bạn bè, chẳng qua là cái đạo thì hộ lập đạo thì con kêu thụ sư phụ, thật sự chúng ta là bạn bè, trên trời cũng bạn bè. Nhưng mà những đứa nó không có chịu tu, nó chỉ theo đông đông cho vui á, thì nó không có cái lực, cái bộ nhìn không có thấy hào quang, cái thần thần thức nó bị yếu á, bị bộ né né, càng né chừng nào á nó càng sợ chừng đó. Thầy thụ giận nó, thật sự không có giận, né là để cho biết rồi tự thay đổi đi chứ bình thường phải không. Rồi cái giờ biểu thụ phải làm sao vậy, tự con phải tự tu chứ hộ đâu có thể biến cho con có hào quang sáng lên được đâu, hộ đâu có thể biến cho con gan dạ lên được đúng không. Nhưng mà nếu mà nắm cái quy tắc, nếu thì mình không có cái lực tu phải nắm cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất, qua 3 ngày không có được nhắc chuyện cũ, không cần biết. Thứ hai, có gây lộn cũng không có được lớn tiếng và nói những cái lời xâm phạm nặng như người đời. Chúng ta không giống như người dưới thế gian, bây giờ mấy con mà gây lộn đây về trời gây lộn nữa, ở trên đó mấy chư thiên sao chịu nổi, hiểu chưa. Thứ tư, không có được mượn tiền của nhau, trong hội thiên chúng ta không có tiền tiền bạc bạc. Rồi thêm một cái nữa, không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau, cả những đệ tử gần gần đây nè, giờ hỏi tuổi xù chả biết nữa, giờ kim bản không mấy tuổi xù cũng đâu biết đâu. Giống như nghe Khanh rồi nè, chưa đâu có biết, chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân, vậy cũng không có xen vô chuyện cá nhân đứa nào. Trừ khi á, ví dụ như sắp sửa lấy thằng nào, hay là mới cặp bồ với thằng nào, muốn trao phân gửi phận dần đó, không biết nó là hũ mắm hay là hũ vàng phải không, thì sư phụ cũng chẳng có ghé anh coi vô mấy vụ này. Sư phụ thường giúp mấy đứa, thì sư phụ chỉ là người thông dịch thôi, sư phụ nhờ mấy vị trên trời lập cuốn sổ ra, không xong hay là thăm up hay thăm down thôi, thì tự động mấy con chọn, chứ mấy vị cũng không có nói không có đi kết quả, mấy vị không bao giờ nói. Mấy vị nói là hai người phải tu tập mới sống được, thì mình nghe đó mình quải rồi đúng không. Có những đứa ở đây hiện giờ nè, ngồi trước mặt sư phụ luôn á, là đúng ra phải chia tay, mà vì gần sư phụ có dùng cái lực sinh lợi, không phải con đâu, con lạ quá, sư phụ đâu, con đâu tới, con sò nhưng mà con ít qua đây lắm, sư phụ nói, lâu lâu qua thì sư phụ đâu nhớ, sư phụ nói mấy đứa ở đây nè, những đứa nó hết duyên, nhưng mà sư phụ sinh được, mỗi lần sinh vậy là sư phụ phải về nhà gây lộn sư mẫu cái ngày á, tự động cái duyên của sư phụ nó bị mẻ đúng không. Có nghĩa là bây giờ con cho vàng thì cái hũ vàng của con nó bị giật xuống, con cho tiền thì cái tiền giật xuống, con cho máu ai thì máu con nó bị bớt đi đó,
và con cho con cứu với người ta thì sư phụ cũng bị vậy đó. Cái luật của cái thế gian, luật ngũ hành nó phải có, chứ không phải ỷ mình là Bồ Tát sống mà muốn làm gì làm đâu con. Chờ sinh người ta Covid, mấy vị nói ngài sinh bữa giờ mấy nghìn người, ngài phải bệnh Covid. Đừng có tưởng Bồ Tát không bị Covid, sinh là phải bị, chứ sư phụ làm sao mà bị Covid được. Mà bữa mấy vị cho cái Covid để cho biết là ném mùi của thế gian không. Giờ mình muốn đi vô cúng gà thì mình phải biến thành con gà, phải biết ngửi cái mùi phân của gà chứ. Chứ những cái đệ tử xung quanh mà sư phụ giúp nhiều mà sư phụ không có làm nói. Phải thương nhau, phải đoàn kết. Và đồng thời những đứa đệ tử ở xa đó, lâu lâu tới đừng có chắc, là tại vì những đứa ở gần đó, nó mà không có chân con nhìn thấy đi, đứa nào mà có cặp mắt và có cái trí tuệ đó, nhìn đi từ cái bông, từ cái hoa, từ cái bàn, từ cái chân bàn, nếu không có một đống bàn tay của những đứa ở gần sư phụ làm, mấy đứa con đâu có cái cảnh này, mấy con đâu có được mà gần với Thượng Đế hay Phật đâu, hiểu không? Thì mấy con phải thương những đứa ở đây. Nhưng mà có những đứa ở đây, những đứa nó nhiều khi nó lỡ nói một hai câu vậy đó, ai làm có một câu chuyện, người đó cũng người thân sư phụ, đã nuôi một bà mẹ già từ nhỏ tới lớn, nuôi nó đã hy sinh không lấy chồng luôn, để lấy chồng sao mà nuôi nuôi bà mẹ bị handicap, đi restroom rồi nấu ăn rồi thay đồ rồi đi chợ, tối ngày cứ nuôi bà mẹ rất là cực. Rồi lâu lâu mấy anh chị cuối tuần về nhà ăn uống chung thì thấy bà này nhiều lúc má làm gì đó, cái tánh gì đó, nhông kiểu thiên hải tánh vậy, nhưng mà tánh thiên hải tốt thì cũng gần giống tánh, tại cái chị đó sư phụ biết là bị mấy bà chị mấy ông anh nó nhìn mày hổn với má, mày làm gì mày gạt cái tay má gì đại cái chút chút bắt lỗi. Con nghĩ người nào sai? Không có nuôi một người, không có nuôi một ngày nào, không có gần gũi mẹ. Mà lâu lâu tới cuối tuần ăn uống, rồi thấy một đứa em mình nó cực khổ nó nuôi, mà lỡ má ăn nhiễu nhão rồi cái quẹt vậy đó, rồi cái bị mấy anh chị kia lên án, rồi bà buồn, bà sống cô độc. Cái câu chuyện đó đó, một người chả hiếu nhưng mà gần quá đó, cũng có những lúc người ta giống như bục nhà không có linh, giống như mấy đứa gần đây gần cái phụ á, nó cũng có những cái thái độ đó. Bằng những đứa ở xa Việt Nam mà coi như phụ giống như Phật sống không, còn mấy đứa ở đây thì có những đứa chùa biết. Thì cái chuyện của cái người chị này nè, phụ không dám nói ta là thiệt á, nhưng mà cuối cùng bả là người có hiếu. Còn những người lâu lâu một tuần tới á, chỉ thấy thôi là nghĩ là mình có hiếu, mình la hét sùm, thử mà đi nuôi thử một ngày đi biết. Cho nên mình họ thiên khi tu á, mình phải có cái tầm nhìn xa và bao dung. Không phải lâu lâu mình về đây Thiên Long Sơn đi ông thổ, rồi cái mình thấy mấy chuyện chút chút ở đây, ở bất cứ tổ chức nào đều có vấn đề. Chỉ có tổ chức Thiên Tâm chúng ta là ít vấn đề nhất đó, mấy con có biết không? Thôi từ ở đây tới Houston, mấy đứa đại tử Houston không có sư phụ nó còn ngoan hơn nữa. Nó bển làm ngày đêm tới 9-10 giờ luôn á, rồi nó cũng đoàn kết, nó cũng ăn uống chung rồi nói. Nè Tú, mình bển qua là kỳ này Houston không có qua nhiều. Mà con thấy Houston thương nhau. Ở đây cũng vậy. Cho nên họ thi chúng ta ở khắp tiểu bang hay là ở vòng vòng đây, đều là họ thiên hết. Một năm á, ít nhất á, con có bận kiểu nào tiền bao nhiêu cũng không bao giờ đủ, chỉ mất vài ba nghìn để mua cái vé mấy trăm đi du lịch về đây để tắm rửa cái linh hồn của mình, gặp được cha, gặp được Phật, gặp được huynh đệ tỷ muội. Đó là một cái diễm phúc, một cái ân huệ của cuộc đời của mình. Còn hơn là quanh năm suốt tháng mình chỉ làm nô lệ đồng tiền, mình không có cho cái linh hồn mình một chút thoải mái. Lâu lâu mấy con về đây 2-3 ngày giữ những buổi lễ này rất là đáng. Thụ khuyên những họ thiên ở xa đó, có bận kiểu nào, năm nay thì vậy, năm sau
năm nào cũng đông hết, nhưng mà tại tôi không có dám kêu gọi. Tại cái núi của mình hiện giờ đó, Park Kindle nó còn bị restriction đó. Để năm tới tôi lên kêu về đây để làm chi? Để cầm cái nhang khấn cho cha mẹ, khấn cho mấy chư Phật. Mấy vị đang đứng đó, mấy con nói cái gì mấy vị nghe hết luôn á. Đây là cơ hội duy nhất một năm một lần để mà gặp Thượng Đế, gặp tất cả và tất cả các vị thần đánh linh thiêng trên trời, mà tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu này tôn thờ đều quy tụ ở núi Thiên Long Sơn hôm nay. Chú Hữu là con duy nhất của Thượng Đế xuống trần thời này lập đạo. Không có người thứ hai trên quả địa cầu này có khả năng làm những buổi lễ này đâu. Thì chúng ta còn ngồi nơi băng đá, đất đai, cảnh hoang sơ, nhưng mà chúng ta không có hoang sơ. Chúng ta là thứ thiệt trên tất cả những thứ thiệt. Trời Phật không có cần những nơi sang trọng, không có cần tòa thánh Vatican cao nhiều nghiệu, những cái nhà thờ đẹp lộng lẫy cẩn vàng trong đó. Cha của mình đứng ở đó với một cái sàn gỗ. Hồi nãy sư phụ ngồi thiền á, mấy vị đi cái miếng dán nó nhúc nhích luôn, rất là đông. Rồi mấy vị đó thăm sư phụ, nãy sư phụ ngồi thiền đó. Khi mà lên nhang rồi, tất cả mấy đứa con chỉ đứng dưới thôi, không có đứng trên đó. Chỉ có mình sư phụ với sư mẫu được, tại vì mấy anh chị em của sư mẫu ở trên đó, với mấy anh chị em của sư phụ với cha mẹ với mấy chư Phật ở trên đó. Nhưng mà lúc trước sư phụ không có biết cách làm này, mấy chị dạy nha. Rồi cái bàn hồi nãy, cái bàn ngay đây nè, ở thư viện mỗi người khấn á, mấy chị kêu khấn. Mấy vị muốn trả ơn mình, mấy vị biết mấy con tốt công là làm buổi lễ này đi chợ mua đồ cắm hoa thế này nọ, thì mấy vị hưởng lòng thì mấy vị phải trả lợi lại, thì mấy con cứ khấn gì thì sẽ được đó đó. Ví dụ như đứa nào con cái hay là sắp bị bệnh tật gì vô nhà thương á, khấn. Những người đổ đường đi từ đây qua tới Ấn Độ 2-3 tuần, và Ấn Độ con phải đem mấy thùng mì gói trên cái bát phạt, sư phụ đi rồi không có nhà hàng nào cho con ăn, đi 12-13 tiếng lái xe, đường nó bụi mịt mùng chẳng có đồ ăn nữa, cho nên đi Ấn Độ phải đem mì ly theo. Hay có sáng mì ly, chiều ly mì, trưa mì gói, cứ thế mà hết cuộc hành hương đi tìm Phật. Trong khi Phật ở đây bay máy bay của cái dù, ở khách sạn có tiện nghi đầy đủ, rồi Uber lên Thiên Long Sơn rất là dễ mà không chịu đi, mà cứ đi qua Ấn Độ hành hương, trời ơi, đi kiếm Phật đó. Phật ngay đứng đây nè. Đó là một cái lịch sử thôi. Còn muốn kiếm Phật sống thì đang ngồi đây nè. Thôi là Phật Phật nhí, tại cha đã thành Phật, cha dùng thần thông, mẹ dùng thần thông tạo ra cơ thể của sư phụ ở trên trời á. Những vị Phật, những vị thiên trưởng khi có thần thông cao sanh con được, đàn ông á thì sư phụ được sanh gọi là quá sanh, thì cha cho một chút dũng, chút trí, chút bi, cho nên trong cuộc đời sư phụ á ghen lắm mấy đứa này thấy mà. Những năm sư phụ chạy holiday về sanh cái tước có 100, lúc giới sư phụ có 150 pound, mà chạy chiếc xe nặng 3000 pound, mà mấy lần té đó sư phụ chụp chiếc xe luôn, tại sư phụ đội helmet lên mà lái chiếc đó ngoài freeway con nó rầm rầm đó con à, nhỏ xíu mà chạy. Sau này gặp sư mẫu, anh mà chạy này chắc tôi sẽ là quả phụ cô đơn. Hỏi bãi đi bãi rồi. Bà nói anh mà chạy tôi ngày nào bạn cũng khóc, anh đừng bỏ. Đó chứ thù có 5 chiếc Harley thù chạy, nhưng mà đường đâu biết mình là Việt Nam đâu à, cho hết tặng. Giờ còn chiếc trong hãng. Thời xưa từng lái xe đua chạy 200 mai giờ. Trời ơi, thấy tự xuống chân tưng lắm.
Hay cái Dũng nó quá mạnh á, mình muốn làm gì cho nó thử phải không? Nhưng mà xuống đây mấy gì không có cho dùng thần thông để mà thay đổi cục diện, mấy gì chỉ cho Hữu dùng trí tuệ của người bình thường, gọi là trí bát nhã. Trí tuệ khác, trí huệ khác. Trí tuệ là do mấy con đọc sách, nghe đài, mình hiểu. Còn trí huệ là do mấy con phải ngồi thiền, quán chiếu soi nội tâm, có trí huệ. Thì dùng cái đó để mà độ chúng sanh, dùng những lời lẽ lớp 4 đâu có bao nhiêu. Trở lại câu chuyện mà hồi nãy vừa đọc sớ đó. Nếu mà nước Việt mà biết được có một thiên tử xuống trần, tiếng Việt không rành mà hôm nay như vậy, họ phải ngạc nhiên á, họ phải giật mình á. Đâu phải là học giỏi nói chuyện lưu loát như Bác Ngạn hay là những người trên đài là giỏi đâu. Cái đó là học thế gian. Còn sư phụ là xuất thế gian, thiên tài trên vạn thiên tài, nó khác. Mà mình nói thì những cái người học giỏi nhiều á, cũng có mấy ông anh hồi xưa học rất là giỏi, thằng bằng master làm kỹ sư đây này. Mà làm gì á, cũng phải đọc mở cái lon, mở lon đồ hộp á, cũng phải đọc instruction. Thì đó, học giỏi chừng nào thì Đức Thầy nó càng ngu chừng đó, chấp theo chữ nghĩa thế gian. Tiêu thụ cả hai. Trở lại những cái thiên biệt, những người mà gia nhập, nếu mà ai mà bị chấp, họ sẽ bị mất cơ hội đời này. Và họ khi họ chết đi, họ mang theo những cái kiến thức vô giá chôn dưới đáy mộ và cũng chẳng đi tới đâu hết. Đó là gì? Bị chấp, còn ngăn ngại, nghi ngại. Nhưng mà thôi, đã tìm mọi cách để cho họ bớt có nghi ngại. Ở trên trời thì Hồ sống rất là sung sướng. Hồ cũng không có là một đứa con có hiếu với Thượng Đế, với cha mẹ. Xung quanh biết bao nhiêu người thương. Bởi vì thường xuống thăm Hồ kể chuyện. Hồ không cần thiết cái gì ở thế gian này. Cho nên những cái gì Hồ đeo trong người, hồi xưa đó, lúc mà thời đi tu năm 2007, Hồ cho hết. Cái chục cái đồng hồ Rolex Hồ tặng hết. Cả ngàn ao vàng Hồ cho láng hết. Thì không có mê đồ thế gian. Nhưng mà ngược lại thì Hồ biết hết. 7 sao thì Hồ cũng có từng ở. Đồ ăn 10 sao cũng ăn luôn. Cái gì cũng thử. Rồi ăn cơm nước lạnh cũng vậy. Nhưng mà khi vô người nó chẳng có sao nào. Cái sao không có chấp. Tức là đồ mắc tiền siêu cỡ nào cũng giống như là cơm chan nước lạnh thôi. Vậy mới là khó làm. Tôi không có chấp bất cứ cái gì hết. Cái quan trọng là mình không có chấp. Thì xài sang hay là xài bình thường nó cũng giống nhau. Nó chỉ là một cái phương tiện trong mắt Hồ, là một cái phương tiện thôi. Nó không có gì gọi là đặc biệt hết. Sẵn đây nói để mà cho mọi người hiểu. Địa tiên, những vị thần, những gì ở trên trời, tướng, thiên binh, thiên tướng cúng mặn, chỉ có Phật với cha cũng đồ chai, Long Dương đồ chai, những vị cao siêu. Còn ngoài ra tất cả mấy vị khác đều mặn, nhất là mấy thổ thần, sơn thần, thần núi, vị này vị nọ đều là mặn. Còn ở ngoài kia người ta không có hiểu, người ta có thể xuyên tạc chúng ta. Xuyên tạc thì cũng giống như chơi chữ vậy đó. Việt Nam á, Cộng sản nó chơi chữ giỏi quá. Thì cuối cùng hôm nay á, cả quốc gia chẳng có ai có chữ nào trong bụng hết. Những ông thầy á, giỏi lắm. Không cần đốt nhang. Có nhà bự cúng dường ở nhà chòi đi, có ông thầy lên bàn nói. Không cần đốt nhang, cứ ở nhà chuyển ngân đi cũng có phước. Con thấy á. Cộng cỏ thì nói cộng tóc của Phật. Phật không bao giờ đi
hỗ trợ hay support, hay là đi những cái nơi ở những vị thầy bất chánh, không có giữ giới, Phật không có màng thế gian, chả qua đi cầu này cũng chả có nhầm nhò gì với trời Phật. Chả qua đi cầu này nó cũng giống như ở sau nhà con nuôi cái chuồng heo vậy. Con có thể dẹp chuồng heo còn được, thì trên kia cho chúng ta giống chuồng heo chuồng gà thôi. Còn tất cả nhân sinh chúng ta là những con heo, những con gà u mê ham vật chất thế gian, mà quên đi cái chuyện quan trọng là thân hồn cần phải về trời. Chứ đừng có giống như làm chùa bự hay là chùa nhỏ hay là tượng Phật khổng lồ lớn nhất ở Việt Nam hay là những thế giới, hay có những cái cạnh tranh ô tượng Phật này là cao nhất thế giới thế này nọ, rồi quảng cáo mục đích họ dùng Phật để mà làm tiền thôi, có nghĩa là buôn thần bán thánh đó. Chẳng khác y như vậy. Ở đây chúng ta không có buôn thần bán thánh. Những cái tượng Phật sư phụ dựng đây những năm đầu rất là cực khổ, mà nhờ đích thân sư phụ chọn lựa đá này nọ, phải có tượng mới còn mới đốt nhang được đúng không? Nhưng mà là thật tâm ở núi này nếu mà nhìn kỹ chẳng có cái gì gọi là giá trị hết, chỉ có tấm lòng của sư phụ tạo ra từ thứ trên này, tâm quyết, thời gian thì công sức. Chứ còn nếu mà so với những cái chùa mà lớn của người Tàu hay người của Cộng sản nó dựng lên đẩy đây nè, thế không sao mình đâu có gì gọi là kỳ quan đó. Cái điện mẹ còn gạch còn bể gì lụp xụp mà thấy không. Nhưng mà màu nhiệm linh thiêng. Bữa Mỹ chụp hình á mấy chị vị nghe đó. Còn những cái chùa bự vòng vòng ở vùng này chả có cái gì gọi là màu nhiệm hết. Vô đó là mấy vong linh làm nhức đầu chạy ra không kịp, còn chui vô mấy cái bóp rồi chạy về nhà nữa đó. Thiệt á, nhất là mấy cái bóp đẹp á, LV đồ á, vô mấy cái chùa mà mấy con má nhảy vô á, đi về á, tại nó sợ nắng, nó sợ sấm sét á. Nói ăn với cam nói chuyện được mấy cầu bị khô cổ qua dầm mưa, nhưng mà nãy nói mấy vị khánh thầm không, hôm nay con bị ho, mấy vị cho con chút lực để chút con nói chuyện, vừa khấn xong giờ ra ngồi nói chuyện. Chứ hồi nãy ca cái bài kính thiên, hai cái bài đó là sư phụ ca nhiễn mà giờ ca không đủ hơi luôn đó. Tại hôm vụ ho quá trời, cả đêm đâu có ngủ đâu. Rồi sáng lại cũng không có cái bài để chút đọc nữa. Cũng may là mấy đứa đi lên á, vụ ngồi ở đây viết được cái bài đó chút, chứ cũng chưa có chuẩn. Rồi thích đem cái ngọc ấn theo. Tại thường thường cúng này phải có ngọc ấn, nặng mới bưng không nổi luôn. Tại cái ngọc ấn nó tới kêu ta 20-30 pound rồi đó, nặng lắm. Mấy bữa kia không bưng được, bữa nay chỉ lấy cái kim bài được. Ai mà lên trên cái nhà điện Phật á, cái này cũng không có đồ để chập pin cái này. Nó có phải có cái dây chụp này nó hết điện á, pin phải có cái này. Ok rồi, chú Văn Quýt mấy đứa muốn hỏi gì hỏi. Chịu là con không dám vô nữa, nhưng mà sao mỗi lần con đi những cái
những cái chỗ mà con thấy người ta cứ kiều kiều nó chân ngoài là sao vậy sư phụ? Đi đâu? Đi đâu? Con đi vô tiệm, con đi vô chợ. À. Dạ. Rồi con đi vô những cái khu bình thường đó cô ơi, phụ mấy cái tiệm thôi. Tự nhiên con thấy người con đó, họ kiều con hoài, không biết tại sao. Thằng đẹp đó. Thật sự trong linh đó, họ kêu mình là họ chỉ muốn tạo cho cái sự biết là họ thích mình. Tại vì con có hào quang á. Trong linh đó, nó là những cái người giống như homeless, đói, lạnh, khổ, cô đơn. Rồi những cái đứa mà có hào quang mà biết tu tập á, là cúc tiên xuống á. Là giống như bây giờ homeless nó tìm ai? Tìm người giàu, tìm người khá, tìm người ăn mặc sang trọng đúng không? Nó đâu tìm mấy thằng bambi làm gì. Thì mấy cô tiên, mấy con mà những năm đầu tu tập á, bắt đầu rửa ráy rồi, lên núi rửa ráy rồi á, là hào quang bắt đầu có, khác hơn người thường. Thì vong linh nhìn thấy được nó chạy theo thôi. Cho nên những năm đầu á, những đứa mà chưa từng có trải nghiệm qua cái này á, từ từ sẽ có trải nghiệm. Tức là chuyện bình thường, họ không có làm gì con. Còn đơn giản, những cái người vong linh mà họ muốn hại mình á, họ không bao giờ cho con thấy. Họ làm cho con lật xe, tức là lật xe thôi. Cho mày chết, tức là mày chết, tao cao đâu, cần phải quên nên mày làm gì. Con kêu kiều, nhột nhột, đồ. Những vui thôi thôi, đi chỗ khác. Thế thôi chỉ cho dạy để đuổi vong linh đi. Khi mình ở một nơi nào quan nhắn, ngồi thiền hay là ở trong nhà hoàng, đi đám tang hay đi vào nghĩa địa chôn cất ai, thì trong các thì thường người ta đảo đây thì nhiều lúc nó đông người mà nhiều khi con đứng lên cái mã của họ nữa, mấy con phải khấn cho tôi đứng đỡ nghe, tôi không có ý đạp lên du nghe vô đại khái mà nói chuyện cũng bình thường. Rồi cái con bị nhột nhột kiều tay kiều chân, con búng búng ra búng vậy nè, là đây là cái comment trong linh nó nhìn thấy, nó biết là con biết được cái language của họ. Trong linh nó cũng giống như người điếc, người câm, người ta không có nói được, nhưng mà người ta đọc chữ bằng trên tivi á, thì đây là cái language của ma quỷ. Con bấm vậy nè thì con sẽ không có bị nó theo phá, tức là con đuổi họ đi, tức là họ biết con biết communication, cái này là một cách liên lạc, hiểu chưa? Đi cho khác chơi, đi cho khác chơi không. Còn như ngồi thiền, thiền thì bắt ấn tam mũi. Ở ta mọi là giống như là, ê, tao có súng lịch đạn rồi đó nghe. Tới đây tao né liền á, né mắt cá đó. Thì cái đó là hơi đậm á, mình đừng có làm vậy. Bắt ấn thì là mình ngồi thiền rồi. Còn khiêu khiêu mình á, mình bửi đi được thôi. Còn nếu mà ấy nữa, bắt ấn tâm ca, kim cang vậy nè. Rồi nếu mà nó lì á, trưởng, nhiều kiểu lắm. Đi họ đừng có tới chỗ thì sao sư phụ? Hả? Thành toàn miễn họ cho họ đi thì sao sư phụ? Thì cũng được. Đừng có làm phiền mình nữa. Nhưng mà nếu nó đựng lì, dòng lên nó như người thôi. Nó còn lì lắm. Hồi nãy giới ước bây giờ tự nhiên cũng khô hay á. À, mấy con thấy chứng kiến ở đây bữa lễ bên đây biết nhiều đứa mà thấy, mấy con thấy nhiệm màu không? Đang mưa mà hết mưa, cái này không biết thế giới giải thích làm sao ta. Chắc mấy thằng lì lợm, mấy thằng đầu bự bằng cái lu á, ô tại vì nếu thiên long sơn tụi mày hên. Ông nói không có gió, đúng là không có gió, không mưa đúng là không có mưa, đúng không? Tại hai ông thằng gió thằng mưa nói cái chuyện mà đâu có không mất quy tính mình sao? Không thật đấy. Hồi nãy con đi lái xe đó, lên đây thì trời mưa ở dưới cắt rồi con lên xe lên rồi á, trời ơi nó lụt á, con gọi lên gặp ông Châu, nói tôi đang ngồi trên núi kia. Đây mình đó để nó ớn đem đi cắt chỗ khác này, mấy cái chai kìa trên bàn nhà mình, đem dẹp đi chỗ khác. Chịu không gọi, trên này đang là nắng. Tốt, che xấu thì đem khoe.
núi. Thì mấy con hôm nay là chứng minh rõ ràng. Còn sư phụ thấy cha về dạy bảo cũng lâu, cha chỉ nói nhắn lời cha đã blessing hết cả những người có mặt. Thì cha nói mấy đứa họ thiên phải giữ vững lòng tin, trời Phật nói lúc nào cũng đúng, không có sai. Cha mặc áo lông bào màu xanh hôm nay nha, không có phải màu vàng như mấy lúc trước. Rồi có những gì cổ Phật xuống đây dự buổi lễ chung với chúng ta, cổ Phật đồng. Rồi những hồn thiên trong núi, anh hùng dân tộc đồ đầy mày đó. Tức là không phải tính như vậy, cao là Phật với cha, xuống. Thì giống như ở dưới này thì giống như mấy vị Bồ Tát, mấy vị lập đạo giống như ngài Minh Đăng Quang, hay là những vị Bồ Tát về dài ở đây, về dài xuống đây. Mấy Bồ Tát mà đó là mấy ông thần đầy đủ hết. Thank you.